Trường Giang đăng ảnh hài hước gửi lời ngôn tình tới vợ. Trên đời này có hai thứ mà anh luôn trân trọng và gìn giữ. Một là em, hai là tình yêu của em. Thưa quý vị và các bạn, lời tâm tình của danh hài xứ Quảng gửi cho Nhã Phương khiến hàng loạt fan tan chảy vì quá ngọt ngào. Cách đây vài giờ, vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương gây chú ý khi xuất hiện tay trong tay tại một sự kiện. Sau tin đồn bí mật sinh con, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên 9X xuất hiện cùng chồng trong một sự kiện. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nữ diễn viên cho biết đang hạnh phúc với tổ ấm. Cô bớt mộng mơ và dành thời gian suy nghĩ cho gia đình, trong khi ông xã Trường Giang cũng hết mực cưng chiều vợ. Mới đây, trên trang cá nhân Trường Giang gây bất ngờ khi gửi lời yêu thương tới bà xã. Danh hài xứ Quảng nhắn nhủ vợ: "Em biết không, trên đời này có hai thứ mà anh luôn trân trọng và gìn giữ. Một là em, hai là tình yêu của em. Cảm ơn em thật nhiều vì đã đến bên anh." Lời tâm tình dành cho bạn đời của Trường Giang khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên và không quên bày tỏ sự thích thú. "Ôi anh Trường Giang, quăng baby Phương lên 9 tầng mây rồi kìa. Lâu rồi mới lại được thấy hình ảnh anh Giang nắm tay chị Phương trên thảm đỏ. Anh chị vẫn rất đẹp và lãng mạn ạ." Từ ngày ca có vợ, tính tình dễ thương hẳn ra. Người hâm mộ hào hứng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.